Trần Thị mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối trên kênh Sóng Truyện Ma. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp tập 3, cũng là tập kết của bộ truyện Cùng Mà Thông Linh Nhi Ác Quỷ, tác giả Mộc Mộc. Ngày hôm sau, tôi và Quyên thu dọn hành lý ra máy bay trở lại Hà Nội. Ra đến sân bay, tôi để Quyên ngồi đợi, còn mình thì làm nốt thủ tục. Kéo hành lý chuẩn bị lên máy bay thì xuất hiện tiếng một người đàn ông phát ra ở đằng sau, khiến hai chúng tôi khựng lại. Cô Quyên, đợi chút, cô Quyên ơi. Quay lại thấy người gọi là người đàn ông dẫn đường quen thuộc, tôi liền đi đến cất giọng hỏi. Anh Hùng, sao anh lại đến đây? Với lại sao anh biết hai chúng tôi ở ngoài này? Quyên giờ cũng đi đến bên cạnh tôi, nhìn anh Hùng ánh mắt khó hiểu. Anh Hùng cười gượng, lấy trong túi ra một tờ giấy, rồi đưa cho hai chúng tôi, cất giọng nói. May quá, sáng nay tôi đến khách sạn tìm hai người, nhưng khách sạn bảo hai người đã trả phòng. Nghĩ là hai cô ở đây, nên tôi vội vàng bắt xe đến. Cũng may là vẫn còn kịp. À mà đây, chẳng là tối hôm qua anh Long trở lại bình thường. Anh ấy gọi tôi dậy, rồi viết một lá thư này, nhờ tôi chuyển đến tay hai người nè. Nhận tờ giấy từ tay anh Hùng, tôi và Quyên bắt đầu nhẩm đọc. Từng dòng chữ dần hiện lên. Cầm tờ giấy trên tay, bọn tôi không khỏi vui mừng. Một niềm vui, một niềm hy vọng lại nhen nhóm lên. Quay sang anh Hùng, tôi vui vẻ hỏi tiếp. Anh Hùng, thế giờ anh Long ở đâu rồi? Anh ấy trở lại bình thường rồi hả? Anh ấy có bảo với anh là anh ấy biết địa điểm này ở đâu không? Từ nãy đến giờ, anh Hùng chỉ nhìn hai chúng tôi vui vẻ. Thấy tôi hỏi về anh Long, anh Hùng liền lắc đầu thở dài. Tôi nghĩ là hai người không cần tìm anh ấy nữa đâu. Anh ấy đã trở lại bộ dạng điên điên khùng khùng rồi. Chỉ tay vào tờ giấy, tôi liền hỏi. Thế anh có biết địa chỉ mà anh Long ghi trong tờ giấy này là ở đâu không? Anh Hùng nhìn tôi mà lắc đầu ra vẻ mình không biết. Theo như tờ giấy anh Hùng đưa cho tôi thì anh Long có viết việc ông thầy là do bé nào vật chết, và ổng có một người anh trai cũng là một thầy phép tài giỏi, và điều đặc biệt hơn hết là ông ta có thể giúp Quyên vượt qua kiếp nạn này. Trở lại khách sạn, hai chúng tôi bắt đầu dò tìm thông tin người anh em của ông thầy kia. Nhưng rồi cũng như lần trước, lại tìm kiếm trong vô vọng. Cho đến khi sự việc bắt đầu trở nên bế tắc, thì lúc đó tôi mới nhớ ra một người. Quay sang nhìn Quyên, tôi nói. Quyên, mày thử lấy máy gọi anh Kiên xem anh có biết địa chỉ này không? Quyên nãy giờ còn đang ngồi cắn dở miếng bánh mì. Nghe tôi nhắc đến anh Kiên thì hai mắt trợn tròn, nuốt vội miếng bánh mì. Nó lúng túng. Nhỉ? Sao tao không nhớ đến việc gọi cho anh ta nhỉ? Quyên lấy điện thoại ra. Sau vài tiếng chuông vang lên, ở bên đầu dây là một giọng nói người đàn ông. Alo, cho hỏi là ai ạ? Nghe tiếng anh Kiên, Quyên vội vàng nói. Anh Kiên hả? Em Quyên đây nè. Quyên đó hả? Cô về đến Hà Nội rồi hả? Sao lại gọi cho tôi như thế này? Quyên thở dài trả lời anh Kiên. Nhìn tờ giấy trên tay, cô cất giọng hỏi. Nay em với Hương ra sân bay về rồi, nhưng mà nhờ qua người bạn, em biết một ông thầy. Lây quay từ sáng đến giờ mà hai chúng em tìm mãi mà không biết địa chỉ mà người bạn em đưa. Bí quá nên em mới gọi điện cho anh hỏi nè. Nói đến đây, Quyên bắt đầu đọc địa chỉ cho anh Kiên. Sau khi đọc xong, ở bên kia một sự im lặng dần hiện hữu. Quyên quay sang nhìn tôi, rồi cả hai cùng chờ đợi. Một lúc lâu sau, giọng anh Kiên vang lên. Alo, hai cô còn ở đó không? Dạ, bọn em đây anh. Anh Kiên lại trầm ngâm rồi cất giọng lưỡng lự. Tôi hỏi một chút,
Nhưng hai người cũng đừng có bận tâm quá nhiều. Hai cô có thể cho tôi biết ai là người giới thiệu cho hai cô ông thầy này không? Quyên nhìn tôi vẻ mặt lưỡng lự. Tôi gật đầu ra hiệu cho Quyên kể lại. Dù gì anh Kiên cũng đã từng vào chỗ nguy hiểm với bọn tôi. Sau khi nghe kể lại, anh Kiên thở dài nói: người đàn ông mà hai cô tìm, tôi biết ông ta ở đâu, và tôi có thể đưa hai người đến để tìm gặp ông ấy. Nghe anh Kiên nói đến đây, tôi và Quyên vui mừng lắm. Anh như một vị cứu tinh vậy. Nhưng rồi câu tiếp theo của anh như gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt hai đứa. Nhưng mà các cô cũng đừng có hy vọng quá nhiều. Tôi chỉ sợ hai người sẽ đi một chuyến công cốc. Mà thôi, nếu hai người vẫn muốn đi thì sáng mai tại địa điểm cũ mình gặp nhau ở đó nghe. Chào anh Kiên rồi tắt máy. Một cảm xúc khó tả dần hiện hữu. Dường như trong câu nói của anh Kiên thể hiện anh là người biết khá rõ về người đàn ông kia. Tôi và Quyên ngồi nghĩ ra một loạt viễn cảnh về buổi đi ngày mai. Xách chiếc ghế ra ngoài ban công, hai đứa ngồi ngắm nhìn thành phố Đà Nẵng buổi đêm, giữa tiết trời mùa thu Đà Nẵng thật đẹp và hoa lệ. Ở bên ngoài có tiếng gõ cửa phát ra. Nghĩ là Lễ Tân cầm đồ ăn lên nên tôi liền chạy ra. Nhưng rồi khi mở cửa thì lại không thấy ai cả. Khép cánh cửa, tôi quay vào trong. Thêm một lần nữa cánh cửa lại vang lên. Tôi như đứng hình mất vài giây, tin chắc có thằng mã cha nào đang trêu mình. Tôi ngó mắt nhìn qua lỗ nhỏ, nhìn ra bên ngoài hành lang vẫn là khoảng trống trơn. Đưa mắt dò xét xung quanh, miệng tôi lẩm bẩm: để xem mày có xuất hiện nữa không, bà mà bắt được mày thì mày chết. Nhưng cũng chính lúc đó, ở ngay phía đằng sau tôi, Quyên thẫn thờ bước lại gần. Cho đến khi giọng nói nó phát ra, một giọng nói từ xa xăm vọng lại: mày đang tìm cái gì đấy Hương? Giọng nói của Quyên khiến tôi giật mình đánh thót. Đưa tay lên che ngực, tôi quay sang nhìn Quyên. Mẹ mày Quyên, mày làm tao giật hết cả mình à. Mày đến đây từ lúc nào vậy? Tao đang rình xem thằng nào trêu tụi mình. Quyên ánh mắt thẫn thờ, nó nhoẹn miệng cười rồi thơ thẩn quay vào bên trong. Thế thì cứ tìm đi. Ở đó tìm đi. Tìm được ai thì cứ tìm đi. Điệu bộ của Quyên khiến tôi nghi lắm. Cũng chẳng hiểu lúc đó tôi nghĩ gì, tiến sát lại Quyên. Tôi gồng sức bẻo nó. À, đau tao. Hương, mày làm cái gì đấy? Thâm tím hết cả tay tao rồi đây nè. Câu nói của Quyên khiến tôi thở phào. Kéo nó ra bên ngoài, tôi cười trừ, cất giọng đánh lãng đi. Tao trêu tí làm gì mà căng. Thôi, ra ngoài này ngồi, tao pha ly cà phê cho hai đứa mình uống, còn ngắm cảnh cầu rồng nữa chứ. Cứ thế tôi kéo Quyên ra bên ngoài. Nhưng rồi cũng chính lúc đó, ở bên ngoài hành lang, có bóng dáng đứa trẻ con mặc chiếc váy màu đen lướt ngang qua cánh cửa phòng tôi. Kèm theo đó là tiếng cười khúc khích cứ thế vang vọng lại phía sau. Mít ơi, con làm sao như thế này hả Mít? Bà Loan, bà lấy cho tôi cái khăn nhanh lên. Trời ơi, sao người nóng như thế này hả con gái tôi? Trong ngôi đền cô Dung, cô Lan lo lắng cất giọng gọi cô Loan. Trên giường bé Mít rung lên cầm cập. Người nó nóng rát cả lên. Miệng con bé không ngừng miên man. Nè ơi, đừng gọi chị đi nữa. Chị không theo em đâu. Nè đừng chửi mẹ nữa. Mẹ cũng yêu quý Nè mà. Nhìn chiếc kẹp nhiệt độ chỉ dòng số 40, cô Lan quay sang nhìn bé Mít thở dài. Khổ thân con gái tôi, mới tí tuổi đã gặp những chuyện như thế này rồi. Cô Loan giờ đây cũng đã ra đến nơi. Đặt chậu nước xuống đất, cô Loan đưa tay vắt khô cái khăn rồi đặt lên trán bé Mít. Đoạn cô quay sang cô Lan lo lắng hỏi. Chị Lan à, bé Mít nó sốt nặng như thế này,
hay mình đưa Mít vào trong bệnh viện đi chứ. Chứ để ở nhà em sợ không có ổn đó chị. Cô Lan ra hiệu cho cô Loan dừng lại, ra bên ngoài khép cánh cửa, thắp lên bàn thờ mẫu vài ba nén hương. Cô Lan trở lại giường cất giọng. Để xem tình hình thế nào rồi mình tính. Tôi sợ con quỷ nó vẫn còn ở bên ngoài. Giờ chúng ta mà ra ngoài, có khi lại đưa bé Mít vào chỗ nguy hiểm đó. Câu nói của cô Lan còn chưa kết thúc, bỗng ở bên ngoài, gió từ đâu thổi đến. Trong tiếng gió, một điệu cười khúc khích vang ra, kèm theo là giọng nói của đứa trẻ con. Khá khen cho các người. Để xem các người giữ nó được bao lâu. Các người không thể ngăn cản được ta đâu. Trên giường bé Mít khóc òa lên. Nè, nè đi đi, nè đừng gọi chị nữa. Nè là người xấu. Nè đòi bắt mẹ đi cùng nè. Chị Mít không chơi với nè nữa đâu. Thấy Mít khóc, cô Loan liền chạy lại ôm nó vào lòng. Ở bên này, cô Loan cũng không rảnh rang là bao. Lấy tất cả các tượng, những thứ có thể xua đuổi tà ma ở trong điện, rồi đặt hết ra bên ngoài cửa. Cô mong những thứ này có thể ngăn cản được con quỷ nhi kia lại gần bé Mít. Sau một hồi chống đỡ, cô Lan nhìn ra bên ngoài, thấy quang cảnh trở lại bình thường. Cô mới yên tâm quay vào bên trong. Nhìn bé Mít toàn thân ướt sũng vì mồ hôi, cô Lan thở dài tiến đến bên cạnh. Nhưng rồi cũng chính lúc này đây, ở bên ngoài sân bỗng xuất hiện bóng dáng đứa trẻ con đang nhảy nhót tung tăng ở bên ngoài. Đứa trẻ đi ngang qua cửa điện, nó đưa mắt nhìn vào bên trong. Thần thánh hả? Ai mà có thể ngăn cản được tao? Chị Mít ơi, chị Mít đi theo Na nào. Chị Mít, Na vào với chị Mít rồi này. Chị Mít ra đây chơi với Na đi. Thế rồi đứa bé lại cười lên lanh lảnh. Bóng dáng của nó cứ thế khuất dần khỏi đền cô Dung. Hai người đã ra rồi hả? Mau lên xe đi. Không giống như lần trước, lần này đích thân anh Kiên đi xe đến đón chúng tôi. Trên đường tôi dò hỏi chút thông tin về người thầy kia. Có lẽ vì sau lần gặp mặt trước nên giờ đây không khí xoay quanh ba người thoải mái hơn hẳn. Vừa lái xe, anh Kiên vừa kể lại cho hai chúng tôi nghe về ông thầy sắp gặp. Theo như anh Kiên kể lại, ông thầy tên Bảy, người ta thường gọi ông bằng cái tên quen thuộc là thầy A Bảy. Và điều đặc biệt, ông chính là ông nội của anh Kiên. Hả? Anh nói làm sao? Thầy A Bảy chính là ông nội của anh hả? Tôi và Quyên đồng thanh hỏi lại. Anh Kiên nhìn hai đứa trố mắt ngạc nhiên. Anh vui vẻ đáp lại. Đúng rồi, bộ hai cô không thấy tôi giống con nhà phép hay sao? Nghe anh Kiên hỏi lại, tôi xua xua tay cất giọng phân trần. Không phải. Ý em không phải là như vậy. Chỉ là em chưa thấy anh dùng bùa chú hay là đại loại cái gì liên quan đến tâm linh á. Câu hỏi của tôi khiến sắc mặt anh Kiên có phần thay đổi. Anh nhìn ra đằng trước, ánh mắt xa xăm. Anh Kiên bắt đầu nhớ lại. Việc không học phép cũng chính là một câu chuyện buồn của anh. Chuyện bắt đầu từ 30 năm về trước. Khi đó anh Kiên vừa tròn 1 tuổi. Giống như ông nội, bố mẹ anh Kiên cũng là thầy phép có tiếng. Đêm hôm đó nhận được một phi vụ, được dự kiến là rất khó khăn. Đó chính là diệt con quỷ có một dòng tộc lâu năm trên Sài Gòn. Nhưng rồi cũng chính vì lần đó mà bố mẹ anh Kiên đã ra đi mãi mãi. Họ thất thủ trong lúc giao tranh với con quỷ. Ông nội anh Kiên cũng chính vì thế mà không cho anh theo nghiệp con đường này. Nghe anh Kiên kể đến đây, tôi liền cất giọng chen ngang. Vậy có nghĩa là anh phải xa bố mẹ từ khi anh mới chỉ có 1 tuổi hả? Anh Kiên gật đầu với tôi rồi thở dài. Nhìn vào mắt anh,
Tôi nhận ra được sự buồn tủi như đang hiện hữu ở bên trong. Bỗng nhớ ra một chuyện, nhìn anh Kiên tôi hỏi. Anh Kiên, em nhớ tối hôm qua anh có bảo là sợ hai đứa bọn em đi công cốc. Chẳng lẽ ông nội anh không còn làm nghề này nữa sao? Ừ, kể từ lúc bố mẹ anh mất, ông nội anh bỏ hẳn luôn cái nghề này rồi đưa anh về quê ở. Từ đó đến giờ thi thoảng cũng có nhiều người đến xin giúp đỡ, nhưng ông chưa từng nhận lời một ai cả. Câu nói của anh Kiên như phá tan hy vọng của tôi và Quyên. Không khí bỗng nhiên trầm hẳn, dường như cả ba người ai nấy cũng đều có suy nghĩ trong lòng, nhưng lại không tiện nói cho người kia biết. Đến rồi, hai người mau xuống xe đi, chúng ta phải đi bộ vào bên trong. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ đi xe, anh Kiên đưa chúng tôi đến trước một làng quê nhỏ. Đi sâu vào cuối làng, anh Kiên chỉ tay và vui vẻ cất giọng. Tới rồi, hai người theo tôi vào trong. Ông ơi, con về rồi này ông ơi. Mở cánh cổng, anh Kiên chạy vào trong cất giọng gọi. Bên trong nhà có ông cụ run rẩy chống gậy bước ra. Kiên, Kiên đây hả con? Bà bốn tháng nay anh đi đâu mà không về thăm tôi hả? Mà ai đây? Dạ, hai vị này là... Anh Kiên còn chưa nói hết câu, ông nội anh liền giơ tay ra hiệu dừng lại. Ông đưa mắt nhìn thẳng vào chiếc hộp trên tay Quyên rồi cất giọng hỏi. Chiếc hộp trên tay cô là từ đâu mà có hả? Quyên vòng tay ôm chặt chiếc hộp. Hai tay cô khẽ rung lên. Quay sang nhìn ông cụ, Quyên đáp. Dạ thưa ông, ông biết cái hộp này ư? Chiếc hộp này là để đựng một quỷ nhi, cháu thỉnh của một ông thầy ở Kon Tum á. Ông cụ nghe đến đây thì quay người bước đi. Vào trong nhà, ông ra hiệu cho ba người chúng tôi ngồi xuống, đoạn cất giọng nói. Cô hỏi sao già biết cái hộp này hả? Là vì ta cũng có một chiếc như thế. Nói đến đây, ông bảo anh Kiên vào trong nhà, vác ra một chiếc hộp y chang như của Quyên. Chỉ có điều trái ngược với chiếc hộp của Quyên màu đen, thì của ông lại là màu trắng. Chiếc hộp được anh Kiên đặt ra bàn bỗng rung lên. Ở bên trong, tiếng cành cạch liên tục phát ra. Chiếc hộp trên tay tôi cũng không kém hơn là bao. Cứ thế thì nhào rung lên. Ông nội anh Kiên khẽ nhau mày, rút ra hai lá bùa được viết bằng chữ Thái Lan rồi đặt lên hai chiếc hộp. Ngay lập tức, cả hai trở lại trạng thái ban đầu. Nhìn chiếc hộp trên bàn, ông kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện của hai con búp bê này. Theo lời ông thầy Bảy kể lại, hồi trẻ, sư phụ ông có nhận từ một người đàn bà hai xác đứa bé. Sau đó, hai đứa bé được sư phụ ông luyện hóa thành hai con Kumanthong. Nhưng rồi, một trong hai con quán khí quá nặng, nên sau khi luyện thành Kumanthong, thay vì mang trong mình suy nghĩ của một đứa trẻ, thì nó lại mang dòng máu một con ác quỷ. Sư phụ vì sợ nó làm hại mọi người, nên cũng nhiều lần muốn trừ khử nó. Nhưng khổ một điều, đứa bé này quán khí quá nặng nên không thể nào đánh bại được nó. Cũng chính vì thế, trước khi sư phụ thầy Bảy mất, đã giao hai con búp bê cho hai người đệ tử là ông nội anh Kiên và vị thầy Pháp kia, với mong muốn một ngày nào đó, ông nội anh Kiên có thể nuôi dưỡng con búp bê này khỏe nên để diệt trừ con còn lại. Nghe ông nội anh Kiên kể đến đây, ba người như hiểu được vấn đề. Tôi không giữ được bình tĩnh, liền nhìn ông cụ cất giọng gượng hỏi. Ông ơi, thế bây giờ liệu đứa bé của ông có thể đánh bại lại được đứa bé này không ông? Thở dài một hơi, ông cụ cất giọng đáp lại tôi. Không dám giấu gì các cô, đến giờ ta vẫn chưa một lần biết rõ thực lực của đứa trẻ này. Chỉ biết sức mạnh của nó không ai có thể tưởng tượng ra nổi. Nhưng hai người yên tâm đi, vì nó là nghiệp của sư phụ ta tạo ra.
nên ta sẽ cố gắng giúp hai cô hết sức có thể. Sau khi nói rõ sự tình, thầy Bảy ra hiệu cho ba người ra ngoài, còn mình thì ôm hai chiếc hộp đi vào trong căn buồng nhỏ. Bọn tôi ở bên ngoài sân lo lắng. Thời gian cứ thế trôi qua. Giờ đây bầu trời cũng dần chuyển mình về đêm. Ở trong buồng, tiếng thầy Bảy vẫn luôn rì rầm. Bỗng ở trên trời âm thanh phát ra. Phành phạch, quạ, quạ. Nghe âm thanh lạ, ba người chúng tôi vội ngẩng đầu nhìn lên. Trên trời giờ đây xuất hiện đàn quạ lớn lắm. Chúng bay lượn quanh ở trên rồi bâu kín sân nhà anh Kiên. Ở trong buồng, tiếng của ông thầy đọc chú ngày một lớn. Tiếng đổ vỡ lẻn xẻn cũng thay nhau phát ra. Phía bên ngoài, đàn quạ bỗng kêu lên quang quát. Chúng vẫy cánh rồi bay thẳng lên trời. Bầu trời mây đen ở đâu dần kéo tới, tụm lại như muốn nuốt chửng căn nhà. Gió cũng bắt đầu thổi. Bất giác, tiếng la thất thanh của ông nội anh Kiên vang lên, làm cả ba chúng tôi mau chóng chạy vào trong. Ông ơi, ông làm sao như thế này ông ơi? Sau tiếng hét thất thanh của thầy Bảy, anh Kiên xông vào bên trong, giơ chân đạp cánh cửa phòng, liền chạy đến đỡ ông dậy. Ông thầy Bảy nằm bệt dưới đất, khóe miệng rỉ máu. Bám vào người anh Kiên, thầy Bảy chỉ tay về phía Quyên. Chạy đi, mau chạy đi, nhanh lên, không chết hết bây giờ. Nói đến đây, ông thầy Bảy cố gắng hất chiếc hộp đựng con búp bê về phía Quyên. Đoạn ông đẩy anh Kiên cùng hai người chúng tôi ra bên ngoài, miệng căng dặn. Chạy đi, cả ba đứa chạy đi, ông sẽ ở đây giữ chân nó. Như chưa hiểu chuyện gì xảy ra, anh Kiên vội cất giọng hỏi lại. Ông nói cái gì mà con không hiểu? Sao lại chạy vậy ông? Ông thầy Bảy cố nín lại một hơi, rồi cất giọng gấp gáp. Con quỷ nó thật sự quá mạnh. Cả ba đứa mau chạy đi, ta sẽ ở đây giữ chân nó. Yên tâm đi, ta sẽ không sao đâu. Mau đi nhanh đi, kéo không kịp. Nói rồi ông đẩy ba chúng tôi ra ngoài, gài chốt cửa. Ông bắt đầu nhẩm chú. Anh Kiên cũng không chần chừ, kéo tôi và Quyên bỏ chạy. Tôi vì còn lo lắng cho ông thầy Bảy nên cất giọng hỏi. Anh Kiên, chúng ta như thế này sao mà bỏ chạy? Còn ông nội anh ở trong đó, nhỡ có chuyện gì thì phải làm sao? Quyên chạy bên cạnh tôi, nó cũng gật đầu đồng tình. Anh Kiên nhìn hai chúng tôi thở dài, rồi cất giọng trả lời. Hai người cứ yên tâm đi, nếu ông nói ông không sao thì chắc là ông không sao đâu. Nhưng rồi câu nói của anh Kiên còn chưa kết thúc thì tiếng hét của thầy Bảy lại vang lên ở phía sau. Tiếng hét đau đớn của thầy khiến ba người chúng tôi khựng lại. Như hiểu ý, tôi và anh Kiên quay đầu trở lại. Thêm một lần nữa, cánh cửa lại bị anh Kiên đạp bay ra. Ông thầy Bảy ở bên trong đang nằm thở dốc, máu từ mồm cũng theo đó mà chảy cả ra. Anh Kiên không giữ được bình tĩnh, liền cầm lấy chiếc dao bên cạnh, rồi chạy thẳng vào phòng, khuơ khoắng. Ông có sao không? Mau chạy thôi ông. Không đợi thầy A Bảy đáp lời, anh Kiên kéo tay ông. Tôi cũng theo thế mà đi đến đỡ lấy ông, rồi cùng nhau chạy thẳng ra bên ngoài. Cùng lúc đó phía sau lưng, ngay tại căn nhà nhỏ, dần xuất hiện bóng dáng đứa trẻ. Trên tay đứa trẻ giờ đây là những dòng máu đang rỉu rảo chảy, nhỏ tông tỏng xuống mặt đất. Nó nhìn bốn người chúng tôi ánh mắt hằn học. Mau, đưa ông tôi vào xe nhanh lên. Anh Kiên vội vàng đẩy mọi người vào trong xe rồi đạp ga phóng đi. Ngồi trên xe, tôi tựa đầu vào ghế thở gấp, tưởng chừng như mọi nguy hiểm đã qua đi. Nhưng rồi một âm thanh phành phạch vang lên, khiến tôi và Quyên giật mình nhìn ra. Ở ngay đằng sau, cách chiếc ô tô khoảng 30 mét, trên bầu trời
xuất hiện đàn quạ đen đang vẫy cánh đuổi theo. Phía trong xe, Quyền ánh mắt đờ đẫn, nó quay đầu nhìn lại, sắc mặt như bị thôi miên. Mít, Mít ơi, sao con lại ở đây? Mít, mau cho tao xuống, bé Mít bị Na bắt đi rồi. Cho tao xuống, tao phải cứu bé Mít. Bé Na bắt con gái tao đi rồi Hương ơi. Quyền giãy giụa, nó cố gắng nhoài người ra bên ngoài. Thấy Quyền như bị dính ảo giác, tôi vội vàng kéo nó lại. Quyền, Quyền à, mày tỉnh lại đi Quyền ơi. Mày bị làm sao như thế này? Bé Mít đang ở Hà Nội, mày có hiểu không? Mau tỉnh lại đi Quyền. Ông thầy Bảy thấy phía sau có sự nhốn nháo, đành gắng gượng quay lại. Nhìn Quyền, ông lắc đầu thở dài, rút trong túi ra một lá bùa, đoạn ông dán thẳng vào sau gáy Quyền. Nó bị con quỷ gì che mắt rồi, mau quay người nó lại đây cho tôi. Sau khi bị ông thầy dán bùa, Quyền cũng dần tỉnh lại. Nó ngơ ngác nhìn tôi rồi òa khóc. Hương ơi, bé Na, hình như bé Na mất Mít rồi. Tao thấy bé Mít đang bị Na nó đưa đi ở đằng sau kìa. Ông thầy ngồi nghe cuộc hội thoại của hai chúng tôi thì thở dài. Đoạn ông cất giọng nói. Cô yên tâm đi, con gái cô vẫn được bảo hộ ở đền. Tôi không biết mọi chuyện diễn ra với gia đình cô như thế nào, nhưng mà hiện tại con bé vẫn ổn. Tôi cảm nhận được chuyện này không để lâu được nữa. Thứ cho hai cô thông cảm, tôi sức cùng lực tận, không thể hóa giải kiếp nạn này cho hai cô được. Nói đến đây, thầy Bảy đưa vạt áo lau đi những giọt nước mắt đọng nơi khóe mi. Cả cuộc đời hành nghề thầy pháp của ông, chỉ có duy nhất hai chuyện khiến ông phải ân hận. Chuyện thứ nhất là cái chết của bố mẹ anh Kiên. Chuyện thứ hai chính là không hoàn thành di nguyện của sư phụ ông. Nhìn tôi và Quyên, ông chỉ biết căn dặn vài câu rồi chúc cho Quyên bình an qua kiếp nạn này. Vì mãi nói chuyện mà chúng tôi không còn để ý đến đàn quạ vẫn đang đuổi theo ở phía sau. Chiếc xe cứ thế lăn bánh trở lại Đà Nẵng. Tôi và Quyên sau chuyến đi dài cục đầu xuống xe mà ngủ thiếp đi. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cả hai giật mình tỉnh giấc. Thấy người gọi là cô Loan, Quyên vội vàng bấm máy nghe. Alo, cô Loan đó hả? Nhà có chuyện gì hay sao mà gọi cho cháu giờ này vậy? Bên kia đầu dây, giọng cô Loan sụt sùi khóc. Quyền đây hả cháu? Bé Mít ốm nặng lắm cháu ơi. Chuyện ở trong đấy cháu giải quyết xong chưa? Cô và cô Lan đang đưa Mít đi vào bệnh viện. Cháu mau về đây đi. Alo, cháu còn ở đó không Quyền? Alo. Nghe cô Loan nói đến đây, Quyền không giữ được bình tĩnh. Mọi chuyện dường như đã vượt qua sức chịu đựng của nó. Chiếc điện thoại trên tay Quyên rơi bịch xuống đất. Nó gục đầu xuống ghế mà khóc nức lên. Nhìn Quyên đau khổ, giờ đây tôi cũng không biết phải nói thêm gì. Thật sự tất cả những điều có thể tôi đều đã làm cho Quyên. Ôm Quyên vào lòng, tôi nhờ anh Kiên đưa trở lại khách sạn, dọn dẹp đồ đạc rồi đi thẳng ra ngoài sân bay. Cô Lan, Mít sao rồi cô? Con bé đâu rồi? Mau đưa cháu đến chỗ con bé đi. Sau khi xuống máy bay, Quyên và tôi đi xe thẳng về bệnh viện. Cô Lan đã đứng ở cổng đợi từ bao giờ. Nhìn thấy hai đứa, cô Lan vội vàng đưa vào bên trong. Vừa đi vừa kể lại mọi chuyện trong thời gian tôi và Quyên không có mặt ở đây. May quá, hai đứa đây rồi. Mau vào trong đi, bé Mít nó ốm nặng lắm. Sáng nay cô thấy Mít sốt quá, con bé lên cơn co giật nên cô đưa ngay vào trong bệnh viện luôn.
vừa đến buồng cấp cứu, nhìn thấy chúng tôi, cô Loan liền đi đến. Đoạn cô cầm chiếc khăn mùi xoa lau lau nước mắt mà sụt sùi nói: Quyện, cháu về rồi hả? Bé mít, bé mít. Cô Loan nói không hết câu thì khóc nghẹn lên. Đỡ cô Loan ngồi xuống ghế, cả bốn người hồi hộp chờ đợi. Sau khoảng hơn 4 tiếng đồng hồ, cánh cửa phòng cấp cứu cũng đã mở ra. Bác sĩ y tá theo đó mà lần lượt bước ra ngoài. Tôi và Quyên vội vàng chạy lại. Đoạn Quyên rơm rớm nước mắt, cất giọng nghẹn ngào: Bác sĩ ơi, con gái tôi sao rồi? Cháu nó có bị làm sao không bác sĩ? Vị bác sĩ nhìn mọi người, đưa tay đẩy cái gọng kính. Ông ta nói: Cháu nó đã vượt qua được cơn nguy hiểm. Cô là mẹ của bệnh nhân hả? Vâng, tôi là mẹ của cháu nó. Vị bác sĩ trầm ngâm một lúc rồi cất giọng nói tiếp: Thế phiền hai cô đi theo chúng tôi. Có một chuyện tôi nghĩ gia đình nên biết. Nói đến đây, vị bác sĩ nọ hất tay ra hiệu cho một y tá bê theo một cái khay, đưa chúng tôi vào căn phòng nhỏ. Vị bác sĩ lấy chiếc khăn đậy khay ra. Trên khay dần xuất hiện một thứ khiến Quyên vừa nhìn thấy đã ngồi gục xuống đất. Trên đó chính là một mớ tóc dài. Ở sâu bên trong hình như còn chứa một cục thịt đỏ hỏn. À không, nói chính xác ra nó là một thai nhi. Đưa tay lên che miệng, một cảm giác buồn nôn dần xuất hiện nơi cổ họng của tôi. Vị bác sĩ thở dài, đoạn ông ta cất giọng nói: Đây chính là thứ tôi lấy được ở trong bụng con gái cô. Chúng tôi không biết tại sao cái thứ này lại ở trong bụng của cháu nó, nhưng mà mong gia đình nên để ý đến đứa bé nhiều hơn. Cháu nó sức khỏe hiện giờ rất yếu. Vị bác sĩ cùng cô y tá đưa ánh mắt nhìn vẻ đồng cảm. Tôi gật đầu cảm ơn bác sĩ đã quan tâm. Nhưng rồi điều mà tôi và vị bác sĩ kia không hề biết đến, đó chính là Quyên. Ánh mắt của nó giờ đây như đờ cả đi. Từ sâu trong đôi mắt của Quyên chính là cái xác thai nhi bên trong khay. Nó đang ngọ ngoậy bò dậy, đưa bàn tay bé tí vạch từng lớp tóc rồi chui đầu bò ra. Đứng trên khay, đứa bé đỏ hỏn nhìn Quyên rồi nhoẻn miệng cười khúc khích. Mẹ Quyên, mẹ Quyên có thấy Na không? Mẹ Quyên thấy Na không? Na đang đứng ở đây nè. Na mới chơi với em mít vui lắm á. Mẹ Quyên có muốn Na chơi vào bụng mẹ Quyên không? Dường như quá đỗi kinh hãi, Quyên đưa tay ôm đầu gào khóc. Từng tiếng cười cứ thế úp thẳng vào tai nó. Quyên như đánh mất ý thức. Nó ngẩng mặt nhìn từng người, nhưng trong mắt Quyên bây giờ, gương mặt tất cả mọi người đều đã biến đổi. Dù cho có dụi mắt bao lần thì tất cả gương mặt nó nhìn thấy chỉ là một người duy nhất, đó chính là bé Na. Không, không, cút đi, cút đi. Mày không phải con tao. Cút đi, cái thứ ghê tởm. Mau cút khỏi cuộc đời mẹ con tao. Thấy Quyên hóa điên hóa dại, tôi liền ôm nó vào lòng. Hai hàng nước mắt khẽ rơi. Đứa bạn thân nhất của tôi sao lại rơi vào hoàn cảnh như thế này cơ chứ? Rồi cuộc sống của hai mẹ con nó sẽ ra sao? Quyên à, bình tĩnh lại đi. Tao Hương đây nè. Mày bình tĩnh lại. Mày làm sao thế này hả Quyên? Mặc cho tôi khuyên can, Quyên vẫn không nhận ra. Nó giơ chân đạp tôi ra ngoài, rồi tiến sát đến góc nhà rút đầu vào trong đó, miệng không ngừng lẩm bẩm: Tha cho mẹ con tôi đi. Đừng theo mẹ con tôi nữa. Cô muốn gì? Cô muốn gì tôi đều cho cô hết. Mau rời khỏi cuộc đời của mẹ con tôi. Tha cho tôi đi. Tha cho tôi đi. Nhìn Quyên đánh mất hết lý trí, lòng tôi thắt lại. Tôi cố gắng bò đến phía nó, nhưng bị vị bác sĩ kia chặn lại.
ông ta tiêm cho Quyên mũi an thần. Cơ thể Quyên yếu dần rồi ngất đi. Đỡ Quyên trên tay, vị bác sĩ quay sang nhìn tôi rồi nói: "Bạn cô cơ thể quá suy kiệt rồi, mau chóng ra bên ngoài làm thủ tục nhập viện cho cô ấy đi." Nghe bác sĩ nói, tôi cũng chỉ biết làm theo. Bây giờ mọi hy vọng đều đã bị dập tắt. Đứng bên ngoài buồng bệnh, nhìn Quyên cùng bé Mít nằm trên giường, trong lòng tôi không khỏi xót xa, một cảm giác bất lực hiện hữu. Tôi đi dạo một vòng cho khuây khỏa. Nhìn điện thoại có người gọi, tôi liền cầm ra xem. Là mẹ gọi cho tôi. "Alo mẹ hả?" Còn chưa đợi tôi nói hết câu, ở bên kia giọng nói chua chát của mẹ tôi vang lên: "Cô còn biết gọi tôi là mẹ hả? Đi cả tháng nay không về là sao? Sắp chuẩn bị vào năm học mới rồi, còn không về mà chuẩn bị đi hả? Nay thầy hiểu phó qua nhà, hỏi làm sao gọi cho cô không được. Thấy cô làm cái gì trên đó mà quên cả trời đất vậy hả?" Như mọi lần, chắc tôi sẽ lý luận với mẹ một trận ra trò. Nhưng giờ đây cảm xúc làm gì còn mà suy nghĩ đến mấy chuyện đó. Ngồi tạm xuống bên ghế đá bệnh viện, tôi thở dài kể lại cho mẹ những chuyện gặp phải. Sau khi kể hết ngọn ngành mọi chuyện, cứ nghĩ mẹ sẽ hoảng hốt lắm. Nhưng không, mẹ trầm ngâm không nói gì cả. Phải đợi một lúc lâu sau mới đáp một câu ngắn củn: "Mẹ biết rồi, con nghỉ ngơi sớm đi. Sáng mai bố mẹ sẽ lên trên đó." Nói rồi mẹ tắt máy cái cụp, cất điện thoại vào trong túi. Tôi đưa mắt ngắm nhìn bệnh viện. Bệnh viện về đêm thật yên tĩnh. Thỉnh thoảng có chiếc xe cấp cứu rú còi đi vào. Tiếng khóc lóc của người nhà bệnh nhân vang lên trong một góc nhỏ nào đó. Tôi cứ nghĩ sẽ hít thở được chút không khí yên tĩnh này thêm một lúc. Bỗng ở đằng xa, giọng cô Lan lại vang lên: "Hương, Hương đây rồi. Cháu làm cô tìm nãy đến giờ." "Có chuyện gì vậy cô Lan?" Cô Lan chạy thẳng đến chỗ tôi rồi thở dốc: Mau quay lại chỗ Quyền nhanh lên đi. Quyền nó tỉnh rồi, nhưng nó cứ la hét đập phá đồ đạc ở trong phòng. Cô không biết phải làm sao nên phải chạy đi tìm cháu đây nè. May quá gặp cháu ở đây. Mau mau về phòng cái Quyền thôi con." Tôi vội vàng chạy thẳng về phòng của Quyền. Cô Lan cũng theo đó mà chạy ở phía sau. Sau ô cửa kính, tôi thấy Quyền đang ôm đầu gào thét: "Cút, cút đi, để cho mẹ con tôi được yên. Mau cút hết đi." Bé Mít bây giờ cũng đã tỉnh. Con bé trên người nào là dây truyền nước, dây thở oxy quấn kính. Nó cứ đứng bên cạnh bấu víu lấy người Quyền mà khóc ré lên: "Mẹ Quyên ơi, mẹ Quyên, mẹ Quyên làm sao thế này? Mẹ Quyên đừng làm mít trợ." Tôi đẩy cửa định xông vào nhưng không được. Cánh cửa đã bị bác sĩ chốt lại. Một vài y tá thấy tình hình cấp bách thì vội vàng chạy ra. Họ tiêm cho Quyên thêm liều thuốc gì đó, khiến Quyên liệm người đi. Nhìn đứa bạn thân nhất của mình bị hành hạ đến sống không được, chết không xong, tôi ức lắm. Nhưng cũng đâu có thể làm gì được. "Sao rồi con? Mau đưa bố mẹ đến xem con bé xem nào. Sao để mọi chuyện ra nông nỗi này rồi mới kể với mẹ là sao hả?" Sáng sớm ngày hôm sau, bố mẹ tôi đã có mặt tại bệnh viện, đưa hai người lại giường bệnh của Quyên. Nhìn Quyên cơ thể tiều tụy, bố mẹ tôi thở dài: "Ê, khổ thân cho con bé. Sao mà bị hành đến nỗi lên điên lên dại như thế này hả? Ôi, thôi thì còn nước còn tát. Mau đặt lá bùa này xuống gói con bé rồi mình lên đường." Nói rồi mẹ tôi lấy trong túi ra hai lá bùa hình hài quái dị lắm, đeo vào cổ Quyên cùng bé Mít, mỗi người một cái, rồi kéo tôi ra bên ngoài. Từ lúc gặp bố mẹ đến giờ, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ hôm nay sao lại khác thường đến vậy? Tôi cất giọng khó hiểu: "Bố mẹ,
Hai người sao thế này? Sao bố mẹ lại khác quá vậy hả? Cái này là cái gì? Bố mẹ lấy ở đâu ra? Không đợi tôi nói hết câu, bỗng cô Lan đi đến cầm lá bùa ngắm nghía, cất giọng kinh ngạc. Lá bùa này là... Mẹ còn đang định nói gì với tôi, thấy có người lạ cầm vào lá bùa, liền quay ngược lại hỏi. Bà đây là... Cô Lan đặt lá bùa vào trong người Quyên. Đoạn cô quay sang cúi chào mẹ tôi, rồi cất giọng đáp lại. Thật ngại, tôi là người quen của hai cháu nó. Nhưng cho tôi hỏi, lá bùa bà đặt ở cổ kia có phải... Cô Lan còn đang ngượng ngùng, không biết phải hỏi làm sao cho vừa lẽ. Mẹ tôi dáng vẻ cấp bách, bà cất giọng cắt ngang lời cô Lan. Đúng, đây là bùa hộ mệnh, một loại bùa cổ của người Thái. Sao bà biết lá bùa này? Cô Lan ngẩn người, miệng lắp bắp suy nghĩ. Bảo sao, tôi thấy lá bùa này quen lắm. Hình như là ngày trước tôi được cô Dung cho xem. Nghe nói người có thể viết ra lá bùa này phải có công lực thâm sâu dữ lắm. Mẹ tôi không còn để ý đến lời cô Lan nữa. Đoạn mẹ nhìn tôi nói. Mau đi thôi, mình phải trở lại bản người Thái để tìm ông ngoại con. Nếu không nhanh thì sẽ không cứu được hai mẹ con Quyên nữa đâu. Bố tôi ở bên cũng thúc giục. Đúng đấy, đừng chần chừ nữa, mau đi thôi con. Bố tôi ở bên cũng ra vẻ gấp rút. Nghe mẹ nhắc đến ông ngoại, tôi lại càng không tin vào tai mình. Nhưng rồi vì Quyên, tôi cũng vội vàng dặn cô Lan vài câu, rồi theo bố mẹ ra xe. Thế là sau bao năm chờ đợi, tôi cũng chính thức được trở về lại quê hương của mẹ, một mảnh đất chứa đầy những điều tâm linh huyền bí. Ngồi trên xe, bố mẹ bắt đầu kể cho tôi nghe vài điều về ông ngoại. Được biết ông ngoại năm nay đã ngoài 70 tuổi. Theo lời mẹ thì ông ngoại tài phép lắm. Sau khi cụ mất, ông ngoại vẫn luôn đảm đương việc tâm linh của người bản Thái trên đất Điện Biên. Sau hơn 12 tiếng đồng hồ đi đường thì dừng chân tại một bản nhỏ. Vì đường xá còn hoang sơ nên ba người chúng tôi phải xin nhờ xe máy của một vài người dân trong bản. Sau mọi người biết mẹ là con gái của ông Mo, năm xưa đã bỏ nhà ra đi thì vui mừng lắm. Họ chạy ra đón mẹ, nói những thứ tiếng mà tôi và bố không hiểu gì. Mãi về sau này mẹ tôi nói lại thì mới biết họ đang hỏi thăm cuộc sống của mẹ sau bao năm xa cách. Theo mọi người đi sâu vào trong bản, tôi dừng chân tại một căn nhà sàn nhỏ. Dường như mọi người ở bản này kính trọng ngoại lắm. Dọc đường mọi người nói chuyện vui vẻ, to tiếng bao nhiêu thì khi đến gần nhà ngoại lại nhỏ nhẹ bấy nhiêu. Đưa gia đình tôi đến cổng nhà ngoại, mọi người liền cúi đầu chào rồi quay về. Nhìn bóng lưng mọi người đã khuất, tôi khó hiểu quay sang hỏi mẹ. Mẹ, sao mẹ không gọi mọi người vào chơi? Dù gì thì lâu ngày mọi người mới gặp nhau mà. Mẹ tôi từ khi về đến bản thì như trở thành một con người khác, trái ngược với vẻ chua ngoa mọi ngày. Ở đây mẹ tôi lại hiền dịu một cách kỳ lạ. Mẹ chỉ tay về phía nhà sàn rồi cất giọng nói. Người trong bản họ sợ ngoại lắm, vì con ma rừng nó hay hoành hành, mà chỉ có ngoại con mới trị được, cho nên mọi người sợ, mọi người không dám tiến lại gần nơi ngoại ở, kẻ ngoại cho người vật chết. Nghe mẹ nói đến đây, tôi như không tin vào tai mình. Theo mẹ đi lên trên nhà, tôi ngạc nhiên hỏi lại. Ở đây lại có chuyện như thế hả mẹ? Thế thì khác nào giết người như giết con ngan con gà đâu. Trong mắt tôi giờ đây, ngoại cứ như là một người xấu vậy. Tôi còn định hỏi thêm chuyện khác thì bỗng mẹ ra hiệu im lặng. Ở trong nhà bỗng có âm thanh phát ra. Cái thứ âm thanh nghe lạ lắm, cứ vang lên kèn kẹt, nghe như ai đó bị hóc xương đang cố gắng khạc nhổ ra vậy. Tôi run rẩy định đẩy nhẹ cánh cửa nhìn vào bên trong xem thử là thứ gì, nhưng rồi ngay lập tức tôi bị mẹ chặn lại.
đừng có động chạm linh tinh. Để mẹ. Nói rồi mẹ tôi lấy ra trong túi một lá bùa. Trong lá bùa có ghi tên mẹ kèm bát tự ngày sinh. Đẩy cánh cửa, mẹ đi vào bên trong cất giọng nói lớn bằng cái thứ tiếng giống như vừa nói chuyện với người trong bản. Một lúc sau, mẹ mới quay ra vẫy tay gọi bố con tôi. Hai bố con vào đi, chắc thầy đi hái thuốc trên rừng chưa có về. Tiện hai bố con vào cất đồ rồi phụ em nấu cơm. Tí thầy về còn biết đường mà thưa chuyện. Nghe mẹ dặn, tôi nhanh trí đưa mắt nhìn xung quanh. Thấy trong góc phòng có chiếc giường gỗ, liền đi đến đặt chiếc ba lô xuống. Còn chưa kịp mở ba lô lấy bộ quần áo, bỗng ngay dưới cổ tay tôi có một cảm giác lạnh toát dần lan tỏa, kèm theo đó là cái âm thanh kèn kẹt khi nãy. Dường như có bàn tay khô cứng đang nắm lấy cổ tay mình. Vội vàng nhìn xuống, hai mắt tôi trợn ngược, cơ thể đứng đờ ra. Một lúc lâu sau tôi mới lấy lại được chút bình tĩnh mà hét toáng lên. Thấy tiếng hét của tôi, mẹ cùng bố cũng vội vàng quay lại. Bố tôi lo lắng hỏi: Sao? Sao đây Hương? Mẹ như hiểu được vấn đề, liền quay người đi lại, chỉ tay về phía góc nhà, rồi lại bắt đầu nói cái thứ tiếng kỳ lạ kia. Nhìn theo hướng tay của mẹ, thấp thoáng thấy có bóng người nhỏ bé, gầy gò, mái tóc dài lắm, che kín cả cơ thể. Đặc biệt hai con mắt trố ra nhìn như hai cái đèn pha ô tô. Vì quá sợ hãi, tôi quay sang nắp sau lưng mẹ. Về phần mẹ, sau một hồi xì xà xì xồ, quay sang nhìn tôi vui vẻ nói: Đừng sợ, nó là con ma xó được thầy gọi ra để coi nhà trong lúc thầy không có nhà đó mà. Mẹ đã nói với nó rồi, con là người trong nhà, nó sẽ không có ra hù con nữa đâu. Thôi, mau đi tắm rửa đi, rồi phụ mẹ thổi cơm nè. Cầm lấy bộ quần áo, run rẩy bước ra bên ngoài. Nhìn cảnh rừng già đang chuyển mình vào đêm, khiến tôi có cảm giác lạnh lạnh sống lưng. Rút cái điện thoại, tôi cố gắng khua khoắng, nhưng không thể bắt được một vạch sóng nào cả. Vứt cái điện thoại vào trong nhà, tôi tiến ra bên ngoài nhà tắm. Nói là căn nhà tắm thế thôi, chứ thực ra nó chỉ là mấy miếng gỗ chắp lại che đậy, kiểu nửa kín nửa hở. Vì biết không ai dám bén mảng lại gần nhà ngoại, nên tôi cũng mạnh dạn cởi bỏ quần áo. Từng dòng nước mát mẻ chạy dọc qua hai bầu ngực, rồi chạy thẳng xuống chân, giúp tôi như trút bỏ muộn phiền. Cả nhà tôi ngồi đợi đến nửa đêm, nhưng vẫn không thấy bóng dáng ngoại đâu cả. Mẹ kêu tôi và bố lên giường nghỉ ngơi. Thời gian cứ thế trôi đi. Tôi ở nhà ngoại đã được 3 ngày, nhưng vẫn không thấy ngoại đâu. Nhìn chiếc điện thoại, tôi lo lắng cho Quyền ở dưới xuôi. Không biết giờ đây nó có ổn không, rồi bé Mít nữa. Còn đang vẫn vơ suy nghĩ, thì ở bên ngoài có tiếng ho sặc sụa. Mẹ vội vàng kéo tôi chạy ra. Bố đã về, con đưa cháu về thăm bố nè. Bố còn giận chuyện năm xưa không? Con biết con đã sai rồi, con xin lỗi bố. Xuất hiện trước mặt tôi giờ đây là người đàn ông gầy gò với làn da ngăm đen. Trên cổ có đeo cái vòng chi chít là nanh lợn rừng. Đặt chiếc giỏ đựng toàn lá cây xuống đất, đánh cái bịch. Ngoại không nói không rằng, đi ngang qua mẹ con tôi rồi bước vào bậc thang, đi thẳng lên trên nhà. Đóng cửa đánh rầm, ngoại gài chốt lại. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì, liền quay sang hỏi mẹ. Ông làm sao vậy mẹ? Ông vẫn còn giận mẹ chuyện năm xưa hả? Mẹ gật đầu ra hiệu cho tôi im lặng. Nghĩ đến việc mình không làm gì sai, tôi chạy thẳng lên nhà sàn đập cửa gọi. Ngoại, ngoại ơi, con, cháu của ngoại nè, ngoại mở cửa cho con vào đi. Ngoại có giận bố mẹ con thì cũng đừng giận con chứ ngoại. Tôi còn đang định nói thêm thì cánh cửa bỗng lịch kịch mở ra. Mẹ gật đầu ra hiệu cho tôi vào bên trong. Cùng lúc đó một giọng nói khàn khàn phát ra: Vào rồi thì khóa cửa vào, đừng để mấy đứa bất hiếu kia bước chân vào căn nhà này.
Tiếng nói của ngoại phát ra tận trong góc nhà, có khi cách nhau phải đến cả chục mét. Thế rồi ai vừa mở cửa cho tôi? Nghĩ đến đây tôi không khỏi rùng mình. Quả thật từ khi đến đây, căn nhà này có quá nhiều điều kỳ quái xảy ra. Rón rén bước gần về phía ngoại. Ngồi trước ngoại, tôi mới được để ý từng nếp nhăn trên mặt. Quả thật ngoại đã già. Ngoại sống một mình mấy chục năm ở đây chắc cô đơn lắm. Nhìn ngoại trong bộ dáng tiều tụy bao nhiêu, cảm giác sợ sệt dần tan biến. Đưa tay nắm lấy tay ngoại, tôi cất giọng rụt rè. Ngoại, con về thăm ngoại nè. Ngoại có muốn gặp con không ngoại? Ngoại không nói gì, cứ ngồi đó nhìn tôi. Mãi một lúc lâu sau, ngoại mới ho lên một tiếng. Cháu ngoại về rồi hả? Đã lớn nhường này rồi cơ à? Nói rồi ngoại đưa tay lên sờ má tôi. Ngồi sát đến bên ngoại, tôi cất giọng nói tiếp. Ngoại, ngoại đừng có giận bố mẹ con nữa nha. Bao nhiêu năm nay mẹ con nhớ ngoại lắm đó. Nhưng sợ ngoại còn giận nên mẹ không có dám về. Ngoại cho con gọi bố mẹ vào trong này nha. Được sự đồng ý, tôi vui vẻ chạy ra gọi bố mẹ vào bên trong. Sau khoảng một thời gian hỏi han có, tâm sự có, chửi mắng cũng có, giờ đây tình cảm giữa mẹ và ngoại cũng được hàn gắn. Mọi người còn đang nói chuyện vui vẻ, bỗng ngoại nheo mắt nhìn tôi, cất giọng nghiêm trọng. Anh chị làm cái gì mà để cháu tôi trên người toát ra quý khí nhiều như thế này hả? Nghe ngoại hỏi, tôi vội vàng chạy đến góc nhà, cầm ra chiếc hộp gỗ, đặt trước mặt ngoại, rồi nói. Ngoại ơi, tất cả mọi chuyện đều từ cái thứ trong này mà ra nè. Ngoại giúp con trừ nó có được không ngoại? Ngoại đưa ánh mắt chuyển từ tôi sang chiếc hộp. Sau vài phút im lặng, ngoại bắt đầu nói. Ở đâu mà con có được cái thứ này? Nhưng mà nó không làm hại đến con. Thứ nó nhắm là vật chủ đó liên kết với nó. Con mang theo thứ này bên người để làm gì? Nghe ngoại nói, tôi không tin vào tai mình. Dường như ông có thể nhìn thấu mọi chuyện vậy. Tiến sát lại gần ngoại, tôi bắt đầu kể sự tình câu chuyện. Sau khi nghe xong, ngoại liền đưa tay gõ mạnh vào đầu tôi. Ôi da, sao ngoại lại đánh con? Con đánh được là còn may rồi đấy. May cho nhà cô là trên cổ còn đeo bùa bảo hộ của tôi. Ấy chứ không thì bây giờ làm gì còn được gặp lại tôi mà cầu xin tôi cứu nữa hả? Nghe ngoại nói đến đây, tôi kinh ngạc, kéo trong cổ ra chiếc vòng ngọc nhỏ. Khó hiểu tôi hỏi lại. Ngoại, ý ngoại nói là cái vòng này sao? Đúng vậy đó. Nói rồi ngoại lấy chiếc vòng trên tay tôi, đặt nó ra trước ánh nến. Bỗng ở trên tường, từng dòng chữ lằng ngoằng dần phản chiếu ra. Nhìn chiếc vòng, mẹ tôi liền quay sang nhìn ngoại lắp bắp hỏi. Thầy, lẽ nào thầy... Ngoại cũng không đợi mẹ nói hết câu, đưa chiếc vòng cho tôi, ngoại bắt đầu nói tiếp. Lẽ với chẳng cái gì. Chẳng phải năm xưa, vì lo cho cô xuống dưới đó không may gặp chuyện gì, tôi mới phải đặt cái vòng này vào túi áo của cô hay sao? Đến giờ cô vẫn không hiểu ra nỗi lòng của ông già này hay sao hả? Nghe ngoại nói đến đây, mẹ liền ôm lấy ngoại mà sụt sùi khóc. Chẳng là năm đó, ngoại biết rằng mẹ sẽ quyết tâm bỏ xứ theo bố. Cũng vì phận là người đức cao vọng trọng, ngoại cũng đành ra vẻ làm ngơ tuyệt tình với mẹ. Sợ con gái xuống đó không may có chuyện gì, nên ngoại đã âm thầm làm chiếc vòng ngọc này, rồi khắc chú cổ vào bên trong, cũng chỉ vì muốn bảo vệ mẹ. Đợi ngày mẹ nhận ra, quay lại đây hối lỗi với ngoại. Thấy mẹ khóc bù lu bù loa, ngoại ra sức đẩy mẹ ra, đoạn cất giọng nói. Thôi được rồi, giờ này con khóc lóc cái nỗi gì hả? Mau mở cái hộp ra cho ta, để xem cái thứ ác nghiệt này nó tài phép đến đâu nào.
Nghe lời ngoại, tôi mở nắp chiếc hộp. Ngoại thò tay vào trong nhấc con búp bê ra. Đoạn giật phăng lá bùa của cô Dung, lẩm bẩm nói: "Ơi, dính cái này vào đây làm cái gì chứ hả? Ui, vô dụng." Nói rồi, ngoại đưa ánh nến chiếu một lượt quanh con búp bê, đặt nó vào hộp. Ngoại nói: "Không đúng, con búp bê này không phải là nơi chứa xác đứa trẻ. Nó đơn giản chỉ là một nơi trú ngụ của con quỷ thôi. Nói cho ta biết, con búp bê nào như thế này hay không?" Tôi cố gắng nhớ lại, vội vàng nói: Có thưa ngoại. Tại sân chính ngôi nhà của vị thầy Pháp, có một con búp bê được đặt ngay ở trên cây cột cao. Con búp bê đó hình dáng y hệt như con này đó thưa ngoại. Có phải còn một con khác cũng y như thế này, nhưng mà mọc trắng đúng không? Nghe ngoại đoán việc như thần, tôi miệng há hốc, lắp bắp hỏi lại: Dạ đúng rồi, sao ngoại biết ạ? Ngoại khóe miệng giật giật, cười khẩn một cái rồi đáp lại tôi: "Tại sao ta lại không biết? Đó là một cổ thuật dùng để luyện quỷ nhi. Rất ít người biết đến thuật này. Người luyện thuật phải nhịn ăn trong vòng 7-7-49 ngày, luyện thân xác của một cặp song nhi. Đặc biệt hai vòng nhi này phải là anh em sinh đôi. Chọn ra một vòng nhi chăm sóc nuôi nấng, vòng còn lại ra sức hành hạ, đánh đập, thậm chí là róc thịt vòng nhi đó để cho vòng nhi kia ăn. Sau 49 ngày, đứa trẻ bị ngược đãi, do tích tụ quán khí, hận thù mà biến thành quán linh, nhằm phục vụ cho những việc làm xấu xa. Đứa trẻ còn lại vì được tịnh độ hàng ngày nên sẽ trở thành cô ma thông với bản tính lương thiện." Nghe ngoại nói đến đây, tôi có đôi chút không hiểu, liền cất giọng hỏi lại: "Sao người ta lại phải luyện ra hai con như thế để làm gì hả ngoại?" Ngoại ho thêm vài cái rồi lại nói tiếp: "Mục đích luyện hai con là để cho chúng có sức mạnh tương đương nhau. Nếu sau này có xảy ra sự việc không điều khiển được con quán linh, thì có thể dùng đứa trẻ tâm tính tốt để diệt lại nó. Nhưng mà đứa trẻ kia vốn tính lương thiện, nên chưa từng có ai thành công trong việc này cả." Nghe ngoại kể đến đây, tôi nhớ lại việc của thầy A7. Bảo sao khi giúp Quyên, thầy lại bị con quỷ đánh cho đến phục cả máu mồm ra như vậy. Nghĩ đến Quyên, tôi quay sang ngoại lo lắng hỏi: "Ngoại ơi, thế không còn cách nào giúp bạn con hay sao ngoại?" Ngoại đưa tay xoa đầu tôi, rồi ngoại nói: "Yên tâm đi, chẳng phải có ta ở đây hay sao? Việc này không được chậm trễ. Chắc con quỷ giờ cũng biết đến sự hiện diện của ta rồi. Việc trước mắt là phải đưa ta đến gặp người liên kết với nó." Nói đến đây, ngoại ra hiệu cho mọi người chuẩn bị đồ đạc lên đường. Trên ô tô trở về Hà Nội, ngoại có hỏi thêm tôi vài điều. Nhưng rồi chuyện quan trọng nhất chính là: "Alo, cô Hương đó hả? Gọi cho anh có chuyện gì không?" Theo lời của ngoại, tôi gọi điện cho Kiên ra. Tôi làm gì biết gọi cho ai. Thấy anh bắt máy, tôi liền vào thẳng vấn đề. Tôi nghe tiếng ho, hình như thầy Bảy cũng đang ở cạnh thì phải. "Alo, anh Kiên đó hả? Em có chút chuyện muốn nhờ vả anh nè. Anh có thể giúp em được không? Việc cấp bách lắm rồi." Thầy A7 cầm lấy điện thoại đưa lên miệng. Đoạn thầy hỏi tôi: "Alo, Hương đây hả con? Thì cần nhờ chuyện gì? Nói mau."
Nghe giọng thầy Bảy, tôi như vui hẳn. Thầy A Bảy hả? Vâng, con Hương đây thầy. Con tìm được người giúp cho con diệt được con quỷ rồi thầy. Thầy nói chuyện với ngoại của con nha. Nói rồi tôi đưa điện thoại cho ngoại. Ngoại bắt đầu dặn dò công việc với thầy A Bảy. Sau khi mọi chuyện bàn bạc đã xong, ngoại liền đưa máy cho tôi. Thấy điện thoại đã tắt, tôi liền quay sang hỏi ngoại. Ngoại ơi, thấy ngoại gọi vào trong đó có việc gì vậy à? Hai người nói cái gì mà con nghe con không hiểu? Ngoại nhìn tôi nhưng lại không giải thích, chỉ vỏn vẹn một câu. Khi nào xong lúc đó, con ắt rõ. Hà Nội đón gia đình tôi bằng một đêm mưa gió. Tôi cùng bố đưa ngoại vào bên trong bệnh viện. Thấy tôi, cô Lan vội vàng chạy lại. May quá, mọi người về đây cả rồi. Ông đây là... Tôi liền đứng ra giới thiệu. Cô Lan, đây là ông ngoại của cháu. Ngoại bảo mọi chuyện cứ để ngoại giải quyết hết cho. Thưa ngoại, đây là cô Lan. Cô ấy đã giúp đỡ bọn con rất nhiều đó ngoại. Nghe tôi nói thế, cô Lan liền quay sang cùng ngoại chào hỏi vài câu. Nhớ đến Quyên, tôi hỏi. Quyên bạn cháu mấy nay sao rồi cô? Có còn gặp ác mộng nữa không à? Nói rồi tôi quay sang nhìn, thấy Quyên trên giường bất động. Cô Lan thở dài nói. Từ hôm gia đình con đi đến giờ, cái Quyên nó vẫn nằm im như thế đó. Cũng không thấy nó cọ quậy. Bé Mít thì có vẻ tươi tắn hơn rồi. Thì thoảng con bé cũng mơ thấy ác mộng, nhưng không có còn sợ hãi như trước nữa. Cô Lan kể đến đây cũng là lúc giọng của ngoại vang lên. Để con bé bị hành đến thế này rồi sao? Thôi, mau đưa tao về nhà con bé đi. Cần giải quyết triệt để cái việc này, để lâu ắt có người phải chết đó. Dặn dò cô Lan thêm vài câu, tôi đưa ngoại trở lại nhà Quyên. Đứng trước căn nhà, ngoại nhìn qua một lượt rồi thở dài. Âm khí bốc lên nồng nặc thế này rồi hả? Quá đúng như ta nghĩ, con quỷ nó không ở đây. Mau mở cửa. Bước vào bên trong, một thứ mùi hôi thối phả ra khiến tôi suýt thì ói mửa. Đưa tay bịt mũi, lần mò bật công tắc điện. Căn phòng nhanh chóng được phát sáng. Điều khiến tôi kinh hãi hơn chính là xung quanh toàn những dòng chữ Thái nguệch quạc được vẽ lên bằng vết máu đỏ tươi. Dưới sàn nhà là vô số con quạ đen như bị ai đập chết, đang phân hủy, tạo ra một mùi hôi thối kinh khủng. Nhìn cảnh tượng kinh dị, tôi còn chưa biết phải làm sao, bỗng giọng ngoại lại vang lên. Mau, đưa ta lên nơi thờ con quỷ ngay. Đỡ ngoại lên tầng 3, tôi nhẹ nhàng mở cửa. Đập vào mắt vẫn là những dòng máu đỏ ngoệt ngoạc trên từng cánh cửa sổ, sàn nhà. Ngồi xuống trước mâm cúng, ngoại lấy con búp bê rồi đặt nó trở lại vị trí. Cùng lúc đó, bỗng ở đâu có gió lùa về, ngoại nhanh tay lấy ra một lá bùa lằn ngoằn tiếng Thái, dán thẳng vào mặt con búp bê. Quay sang phía tôi, ngoại ra hiệu bấm máy gọi anh Kiên. Rút trong túi ra một chiếc chuông nhỏ, ngoại bắt đầu lắc lên những âm thanh len keng, rồi nhẩm đọc. Cũng chẳng biết ngoại đang đọc thứ tiếng gì, chỉ biết cùng lúc ở dưới nhà, đồ đạc bắt đầu rơi vỡ. Tiếng cười trẻ con cũng theo đó mà vang lên. Rồi tiếng bước chân, khi thì vang lên bên ngoài hành lang, khi thì ở dưới nhà, khi thì dọc theo cầu thang, tạo ra âm thanh bình bịch. Nhận thấy thời cơ đã đến, ngoại đưa tay hất liên tục thứ nước đã được chuẩn bị về phía con búp bê. Sau từng lần vẫy nước phép, ở bên ngoài tiếng gào thét vang lên. Bất giác cánh cửa phòng như bị ai đập quỳnh quỳnh. Cánh cửa cũng theo thế mà rung lên liên hồi. Âm thanh đổ vỡ vang lên. Cánh cửa rơi xuống đất. Phía bên ngoài dần xuất hiện đứa trẻ, khoác trên mình bộ váy màu đen. Hai bàn tay nó móng vuốt mọc ra dài ngoẵng. Nhìn về phía ngoại, đứa trẻ rít lên một tiếng rồi nhắm móng vuốt lao tới. Là ngươi dám đối đầu với ta sao? Ta sẽ giết ngươi.
nhanh thoăn thoắt. Con quỷ đã lao tới trước mặt ngoại, chỉ móng vuốt mà vả tới tấp. Ngoại như có chuẩn bị, rút trong túi ra một thanh kiếm. Cán kiếm được làm bằng chân trước của con dê núi, chi chít những dòng chữ cổ được chạm khắc dọc hai bên lưỡi kiếm. Ngoại vùng kiếm chắn ngang móng vuốt của con quỷ, quay sang nhìn tôi, ngoại hét lớn: "Đâm nó!" Thầy A7 cùng anh Kiên theo như lời dặn của ngoại đã tiến sát bên căn nhà sàn nơi chứa con búp bê. Nghe giọng của ngoại quát lên qua điện thoại, biết thời cơ đã đến, thầy A7 rút ra một con dao bằng bạc, nhắm thẳng con búp bê trên cây cột đá mà đâm đến. Anh Kiên cũng chạy theo sau để yểm trợ. Từng con quả ở trên cứ thế lao thẳng về phía hai ông cháu. Vì đã có sự chuẩn bị, anh Kiên lấy trong túi ra chiếc đèn công suất lớn, chiếu thẳng về phía lũ quạ. Quạ vốn sợ ánh sáng chuyển động, chúng liền tìm đường né ra. Thầy A7 tiến sát lại phía con búp bê, nhắm vào đâm thẳng một nhát qua người. Một tiếng hét chói tai vang ra, vang vọng khắp khu rừng. Đàn quạ vừa xong còn máu chiến, bỗng kêu lên quạ quạ rồi bay đi tán loạn. Ở bên này, con quỷ nhi đang đánh ngoại thì kêu ré lên. Đôi mắt nó hằn học từng vệt máu tươi chảy ra nơi khóe mắt. Nó quay sang nhìn về phía con búp bê, rồi chạy thẳng đến. Nhận thấy thời cơ đã đến, ngoại rút trong túi ra một lá bùa màu đỏ, với những hình quái dị, dán thẳng lá bùa vào con búp bê. Đặt nó vào trong hộp gỗ, rồi đậy lại. Cẩn thận hơn nữa, ngoại đính thêm hai lá bùa y hệt ban nãy, tạo thành dấu X ngay trước hộp. Sau khi hoàn thành xong mọi chuyện, ngoại liền ngồi bệt xuống đất thở gấp. Chạy lại đỡ ngoại, tôi cất giọng lo lắng hỏi: "Ngoại ơi, ngoại không có sao chứ?" "Ta không sao, mọi chuyện xong rồi, mọi chuyện đã xong rồi." Ngoại nở ra một nụ cười, rồi vỗ tay vào chiếc hộp. Ở bên ngoài, từng tia sáng bắt đầu le lói vào bên trong căn phòng. Bố mẹ cùng tôi đỡ ngoại ngồi dậy rồi đi ra. Đưa đến cổng bệnh viện, bố mẹ thả tôi xuống rồi cùng ngoại trở về Bắc Ninh. Sau vài tuần nằm viện, bé Mít giờ đây cũng khỏe lại. Tôi gọi điện cho bố mẹ Quyên lên đưa Quyên cùng Mít về nhà chăm sóc. Do sang chấn tâm lý nặng, Quyên giờ đây thơ thơ thẩn thẩn, nó không còn nhận ra ai cả. Nhìn Quyên trong bộ dạng nửa tỉnh nửa mê, lòng tôi không khỏi đau nhói. Cuộc đời mỗi con người ta là vậy. Vì một phút hận thù của bản thân mà chúng ta lại vô tình gây ra những niềm đau cho mọi người xung quanh. Thời gian thấm thoát trôi đi, bé Mít giờ cũng đã lớn, Quyên tâm trí giờ cũng đã ổn định được vài phần. Ngồi bên Quyên nhìn bé Mít vui đùa ngoài sân, trong lòng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm. "Nè, chuẩn bị đưa Mít đi ăn cưới tao nha." Cầm tấm thiệp cưới ở trên tay, Quyên như không tin vào mắt mình. Nó cố gắng nói ra vài câu bập bẹ. Mày cưới hả? Chúc mừng mày nha." Nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn, tôi đứng dậy chào tạm biệt Quyên ra về. Trước khi đi, tôi không quên đáp lại: "Nhớ đưa Mít đến chung vui với tao nha, chú rể sẽ khiến mày bất ngờ nhiều đó." Vẫy tay tạm biệt Quyên, tôi đi ra bên ngoài. Bên ngoài cổng, người đàn ông đã đợi tôi từ trước. Khoác lấy tay anh, tôi vui vẻ đi về. Nhưng rồi cũng ngay lúc đó, có đứa trẻ con mặc chiếc váy màu đen lướt qua bên tôi. Đứa bé đi thẳng về phía Quyên cùng bé Mít. Ở trong sân, giọng bé Mít lại vang ra, khiến tôi giật mình quay lại: "Na, Na đã về. Na về chơi với chị Mít hả? Na vào đây đá bóng với chị Mít nào." Quý vị vừa nghe xong tập 3, cũng là tập kết của bộ truyện Cung Ma Thông, Linh Nhi Ác Quỷ, tác giả Mộc Mộc. Đến đây chương trình xin được khép lại. Chúc quý vị có một đêm an lành và ngon giấc.
Thân ái chào tạm biệt.